Chào các bạn, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn về cấu trúc điều khiển và vòng lặp. À, cấu trúc điều khiển thì thường được sử dụng trong các trường hợp các câu lệnh điều kiện dùng để điều khiển nội thực thi của chương trình theo các biểu thức điều kiện khác nhau trên các điều kiện khác nhau này. Đây, ví dụ đây. Trong biển bia thì có một số câu lệnh điều khiển như sau này. If này, thực thi đoạn mã nguồn nếu nó là true. If else, thực thi mã nguồn điều kiện là true và điều kiện khác là false. If else, else if nhiều hơn hai điều kiện switch. Chọn một hoặc nhiều nguồn để thực thi. Đây, ví dụ. Ví dụ ta có hàm đây. Đấy là cái giờ. Nếu mà giờ nó nhỏ hơn 20 thì nó sẽ trả về I have a good day. If else, nếu giờ hơn 20. Cái ví dụ này. Đây, if else này, nếu tuổi, cái báo biến tuổi bằng 20 này, nếu tuổi lớn hơn bằng 18 thì hiện ra thông báo là bạn đã đủ tuổi, còn ngược lại là chưa đủ tuổi, if else, else if. Ví dụ như thầy có cái biến điểm là 85, được chưa? Mình sẽ cho cái biến này vào cái điều kiện if, nếu mà nó lớn hơn 90 thì trả về là điểm A. Tương tự như vậy, else if điểm lớn hơn bằng 80 trở về điểm B. Ngược lại, tương tự, điểm lớn hơn bằng 70 trở về điểm C. Ngược lại, là trở về điểm D. Tương tự như vậy, switch case cho phép kiểm tra một biến hoặc giá trị và thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào giá trị của nó. Ví dụ, thấy khai báo biến color bằng red, cho cái biến color vào cái switch này để set điều kiện. Kiểm tra nếu mà cái key này nó là red thì nó trả về màu đỏ, rồi nó sẽ nhảy ra. Key blue thì nó trả về màu xanh, nó break, nó nhảy ra cái này, được chưa? Key green trả về màu xanh lá cây, còn cho mặc định nó là không biết màu gì, được chưa? Rồi tiếp theo, tiếp theo là vòng lặp. Trong biên bia thì sử dụng vòng lặp để lặp qua các phần tử hoặc một khối mã lặp lại một số lần nhất định. Dưới đây là ví dụ một số vòng lặp này, vòng lặp for này. Cái này là sử dụng vòng lặp for này, cho biến y chạy từ 0 đến 4 này, y tăng dần này. Y nhỏ hơn 5 là nó chạy tới 4 hoặc nhỏ hơn bằng 5 là nó chạy tới 5. Nó sẽ hiện ra thông báo này, giá trị của y. Vòng lặp while này, vòng lặp while là sử dụng khi muốn lặp lại một khối mã cho đến khi điều kiện nó trở thành sai. Đầu tiên là khai báo biến y bằng 0 này, rồi cho vòng lặp while này, cho biến y nó chạy tới y nhỏ hơn bằng 5 là chạy tới 4 ạ. Cái biến y nó sẽ tăng dần tới khi mà nó lớn hơn 4 thì nó sẽ dừng lại. Rồi vòng lặp do while. Do while cũng lặp lại một khối mã như kiểm tra điều kiện sau mỗi lần lặp. Được chưa? Đầu tiên là khai báo biến y bằng 0 này. Cho vào do này. Hiện ra thông báo giá trị của y này. Hiện ra thông báo giá trị của y. Y tăng dần, rồi sẽ tính trường hợp cho while chạy tới nhỏ hơn bằng 5, vòng lặp for each. Vòng lặp for each là sử dụng trong trường hợp là lặp qua một mảng hoặc đối tượng này. Ví
ví dụ khai báo này, biến mảng. Biến mảng nó là cái một cái mảng gồm có chứa bốn phần tử này, A B C D này. Mình sẽ lập qua biến mảng này lấy cái giá trị key này, nó sẽ hiện ra này. Nó sẽ lấy ra mấy cái này. Được chưa? Nó sẽ lấy ra giá trị. Giá trị của từng phần tử trong mảng này. Ok. Đây, đây có ví dụ tương tự như vậy. Squid, squid, nhấn này nào. Được chưa? Color này. For này. Biến này, khai báo biến này. Điều kiện này. Rồi giá trị này. Giá trị tăng dần hay giảm dần gì đó. Khởi tạo giá trị nạp này. Đánh giá cho mỗi lần nạp này, tăng giá trị nạp hoặc giảm giá trị nạp này, for x này. Thầy sẽ nói tiếp về hằng số. Hằng số là giống như các biến nhưng giá trị của nó không thay đổi. Để khởi tạo thì các bạn sử dụng biến define này, hàm define chứ. Với các hằng số là name này, value này. Kiểm tra rồi case in sentence này, ví dụ khởi tạo hằng số này, cái này biến name này, welcome này, ok, hằng số là biến tổng cục này, hằng số mạng các bạn có thể nó là cũng có thể là biến tổng cục hoặc là mạng. Đây, ví dụ cụ thể hơn thầy sẽ demo cho các bạn sử dụng bằng là if và làm for. Đề bài như sau: in ra các số nguyên tố nhỏ hơn 100. Số nguyên tố PHP. Thầy sử dụng hát tìm nhau. Sử dụng thể H2 này. Cái số nguyên tố nhỏ hơn 100. Các bạn sẽ tạo biến đi trong này đó. Đấy, cái này đơn giản, không cần phải tách vào PHP. Bạn sử dụng một là for này. Số nguyên tố là như thế nào? Số nguyên tố là số chia hết số nguyên tố là số như thế nào? Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho một và chính nó. Thì mình sẽ sử dụng bằng lặp duyệt từ số 2 đến 100. Mình sẽ kiểm tra các số từ 2 đến 100. Số nào số nguyên tố sẽ hiển thị ra màn hình. Ok, bằng lặp for này. For mình khai báo một biến y. Đây là vậy, sẵn y. Y bằng 0, tức là chạy. Y bằng 2 chứ. Chạy từ 2 đến 100 in tăng lên. Rồi, mình sẽ kiểm tra số nguyên tố. Đó là true. Is số nguyên tố
Chụp. Wow. Nhà báo một biến gì? Bằng gì này? Bằng hai này. Chạy từ hai rồi. Nhỏ hơn hoặc bằng SQRT. Y Y cộng cộng. Nếu nếu mà gì nếu mà y biến y chứ nếu mà biến y chỉ hết cho gì gì nào bằng không á, tức là chia hết ạ. Tại vì số nguyên tố là chỉ chia hết cho một và chính nó thôi. Mình sẽ cho cái biến số nguyên tố này sẽ là phô. Được không? Rồi, trong khi cho xong một mic. Rồi, if is số nguyên tố bằng chu mình sẽ cho ra biến y ở chuỗi cho nó khoảng trắng là mình chạy thử nha. Số nguyên tố đó hai ba bốn năm sáu. Ồ, này nó chưa đúng này, sao chưa đúng các bạn? Thì khoảng trăm cho gì? Trăm này, y cộng cộng này, kiểm tra số nguyên tố này, rồi for gì bằng hai này, gì nhỏ hơn hoặc bằng SQRT này, y khoảng trăm cho gì này, bằng khoảng không, y số nguyên tố này. Lấy nữa đây ừ. Đó sai chỗ y set kiểm tra 2 3 5 7 11 13 17 19 các bạn thử xem có phải chia hết cho một và chính nó không? Chưa? Này là sử dụng này. Cùng là for này. For lồng nhau này. Rồi trong for là có điều kiện này. Rồi if này. Đó. Tiếp theo thầy sẽ lấy ví dụ về ứng dụng tạo máy tính này, tạo một máy tính cơ bản sử dụng hết cộng trừ nhân chia máy tính chấm đi máy số HTML luôn.
Rồi, trong file này mình sẽ làm cái tin trước. Rồi. Rồi. Đây tí. Đây. Mình sẽ chuyển vào một cái form, tạo một cái form nha. Action method là form. Rồi, trong cái form này nó có gì? Trong cái form này mình sẽ tạo một cái phần tử. Yeah. Toán hạ linh nhập input number toán hạ một bắt buộc phải nhập về quay bây giờ cho cái label. Label gì? Tiếp toán. Rồi, tiếp theo mình sẽ sử dụng select option đó. Nickname tên toán option 4 phép toán cơ bản cộng trừ nhân chia cộng trừ nhân chia trừ nhân rồi bên là bên rồi tiếp theo là nhập copy này xuống toàn hệ hai rồi copy chọn để cho cái nút submit import submit tính toán
Rồi mình sẽ xử lý. Giờ xong rồi. Mình sẽ đổi thành PHP. Rồi mình kiểm tra git biến toàn cục server, kiểm tra cái dữ liệu là một cái method có bằng port hay không, tức là trên này này method port này. Rồi mình sẽ lấy cái dữ liệu đầu vào tương hệ một bằng biến post toàn hạng một toàn hạng hai đấy, biến toàn hạng hai đây sẽ điện đầu và phía toán ok. Sau đó mình sẽ khai báo một kết quả để in ra. Biến lỗi rồi bây giờ mình sẽ sử dụng squid này. Squid thì sẽ chuyển cái gì vào, có phải là chuyển cái phiên toán không, phiên toán tại vì trong người ta lựa chọn k. Không đến kết quả hả? Sẽ bằng toán hạng 1 cộng toán hạng 2 toán hạng 2. Rồi, sẽ break nhận ra khỏi cái toán. Sau khi xử lý xong thì sẽ lại ra chứ copy xuống cộng trừ nhân chia trừ nhân chia đây. Ở chỗ này có đặc biệt nha, cái này là các bạn nhập toán hạng hai nó bằng không này, thì nó sẽ báo lỗi. Để là như vậy thì các bạn lại phải trong này các bạn lại phải kiểm tra nó if đô la toán hạng hai bằng không thì cho cái kia nhảy lên, cho cái biến lỗi lỗi này chu mình sẽ in ra cho cái p đây. Lỗi không chia cho không cái này mình cho cái màu nó đi tài vâng color red
Rồi, ngược lại. Mình sẽ sử dụng nửa này vào trong. Default, rồi. Cho nhất toán không hợp lại mình sẽ sử dụng điều kiện nếu mà cái lỗi nó xảy ra thì mình in ra nhé. Not true. Rồi. Để cho kết quả phía toán là đâu lại kết quả rồi báo lỗi đấy chưa cho trong phải này rồi xong chưa chạy thử nha. Máy tính thử cái chia trước không đó từ lâu nội phép toán không hợp lệ thứ ba bài phép toán thiếu đôi năm không chia đi năm này không đó rồi một cộng hai tính bốn nhân bốn đó ok. Rồi, cái này mình sẽ action. Các bạn nhớ thầy. Action. We have me. Cho. Tí. Big scope. Just simple. We have been self-help.